một ít lọc này. Đấy, vang số này, Vang cơ này, nén tiếng này, đấy, hệ thống xử lý tiếng Harman này. Anh em ai lấy được những cái con như thế này thì quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Và cũng uh, xin cảm ơn tất cả các bác uh, trong khoảng thời gian qua đã luôn luôn uh, tin tưởng và theo dõi kênh Zubi của Cao Hiền Audio. Và con này còn nó là con HA 720, nó là một con uh, com, một con nén tiếng xịn của hãng hackman các bác nhá một con nén tiếng xịn của hãng Hackman anh em ai lấy con này này giá thành cũng rất là hợp lý luôn các bác ạ giá thành cực kỳ hợp lý anh em ai biết về con này thì các bác lấy không biết thì xin mời tất cả các bác chúng ta bỏ qua để em Hiền sẽ giới thiệu à, cho tất cả các bác nhiều mặt hàng hơn nhiều sản phẩm hơn các bác nha con này gọi là con nén tiếng Hackman các bạn anh em ai lấy con này các bác chốt luôn nha em Hiền ok không ruột à, gan quá đẹp luôn thật sự là đẹp à, chất lượng và trên video ngày hôm nay thì em cũng xin phép tất cả các bác là cái phần trình bày em xin phép cắt qua. À, anh em ai thương em Hiền, yêu quý em Hiền thì cho em Hiền xin một like, một lượt chia sẻ. Và để à, giới thiệu đến tất cả các bác một con à, nén tiếng Harkman hàng xịn. Một thương hiệu đến từ hãng JBL các bác nhá. Thương hiệu này của nó là thương hiệu của hãng JBL. À, và Harkman các bác biết rồi, đối với thiết bị của Harkman này, chất lượng âm thanh của nó ra rất là hay. Harkman Professional này, à, sâu. So. À, con này có là con HA720 Một con com, một con limit Tức là một con giới hạn âm thanh chống cháy à, Và nó cũng là một con lọc luôn Để tất cả các bác chúng ta sử dụng con này à, Chơi trong phân khúc gia đình à, Các bác đi làm show, đi làm sự kiện Và con này của nó thì à, Hiện tại các bác nhé, hiện tại của nó là đang chạy một cái nguồn ở bên ngoài Các ạ Chạy một cái nguồn ở bên ngoài thì em sẽ đưa cái cục nguồn vào trong Hoặc là đấu nối cái dây nguồn bên ngoài để tất cả các bác chúng ta sử dụng Như con này của nó là hàng xịn sò thôi Các bác nhé phía sau của nó thì có cả hệ thống à, phía sau của nó thì có cả hệ thống dây AV này à, có cả hệ thống dây 6 ly này cả rác Canon, nông này các bác có rất nhiều sự lựa chọn và đối với thương hiệu hackman thì các bác không lạ gì con này đẹp chất lượng bác nha thật sự là quá hoành tráng anh em Mai lấy con này này à, em bao cho bác là chạy ok này xử lý cho các bác về cái phần hệ thống nguồn là đầy đủ các bác nhá. Hệ thống nguồn là cho các bác là đầy đủ luôn Không thiếu gì thì... Anh em nhìn thấy ruột con này là biết là nó chất lượng đúng không Em để cho các bác một con com Một con limit Một con nén tiếng của Hackman Đấy, à, Chưa lau chùi Chưa vệ sinh mặt mũi luôn Mặt mũi của nó vẫn bẩn nguyên các nhá. Đây bẩn này Bụi này thấy không? Các bác nhìn thấy không Đẹp Đấy, Em để cho các bác con này với giá là 1 triệu 100 nghìn đồng Bán luôn 1 triệu 100 nghìn đồng Một con com Một con nén tiếng hàng xịn của hãng hát Garden các bạn nhá. Anh em ai lấy con này là hàng bãi xịn HA750. Đấy, các bác ai chốt được con này thì các bác lấy luôn. Đấy, em sẽ xử lý cho các bác về phần nguồn, chạy ok, ngon lành cảnh bận, ruột gan nó thì quá đẹp. Các bác ai quý em Hiền cho em Hiền xin lượt chia sẻ để em Hiền vào video nhanh hơn nào. Đấy, ai yêu quý em Hiền cho em Hiền xin lượt chia sẻ để vào like nhanh hơn này Giới thiệu nhanh hơn nào. Đấy, Con này để cho các bác với giá mã số 1 1 triệu 1 bao chạy bao ok luôn Rồi À, tiếp theo Em thanh lý cho các bác con vang này Với giá là 400.000 đồng các bác này Một con vang 4CH các bác ạ Đấy chỗ này của nó có một chiếc màn hình các bác nhá Nó có một chiếc màn hình ở đây Đây nhạc đây Đây mic đây Đây là toàn bộ hệ thống mic tone này Vôn này Đấy nhạc này Đấy, Và nó có sự Đây cái gì đây Reverb vôn này Repeat này Delay vôn này Đấy, ruột gan con này của nó thì nó rất là đẹp Con này nó chạy biến áp 12V nguồn ngoài các bác nhá đó, em không có cái nguồn để cắm cho con này. Anh em thọ ai biết được con này đang sử dụng cái nguồn gì, sử dụng cái dây gì. Các bác lấy cho em hiền con này về. Đấy, đấu nối mỗi một cái dây nguồn 12V vào thỏa là ok. Các bác ạ. Đấu nối cái dây nguồn 12V vào ok. Đấy, chạy ok luôn. Mic 1, mic 2, bass center, rò lò, hai đường ra. Đấy, con này em thanh lý cho các bác với giá là 400.000 đồng các bác nhá. 400.000 đồng con này. Đấy, bán là cho các bác là không có dây nguồn nhá. Anh em về tự kiếm dây nguồn nhá, nguồn 12V các bác nhá. Đấy, nguồn mà 12V các bác về tự đấu dây nguồn, câu dây nguồn ra là ok. Con này không có cái dây nguồn để em bán mù cho anh em luôn. 400k con này. Mặt mũi rất là đẹp, 400 000 đồng Anh em ai lấy con này các bác lấy này. 400 Đấy. 400 000 đồng Anh em ai lấy con này các bác chốt luôn cho em hiền này. 400k. Đây. anh em ai mà chốt thì uh xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 558 và 0931 218 558. Các bác nhá. Anh em mai chốt thì có thể gọi điện qua hai số điện thoại này để chốt đơn các bác ạ. Anh em mai chốt mã số 2. Đấy, à, mã số 3. À, xin phép lên và giới thiệu cho tất cả các bác à, Một con à, nén tiếng của hãng DBX 226XL một con nén tiếng hàng bãi xịn, mặt mũi của nó chưa lau chùi đâu các bác ạ Mặt mũi con này là chưa lau chùi, chưa vệ sinh 226XL, một con COM, một con nén tiếng DBX các bác nhé Đấy, Với cái dòng DBX thì các bác biết rồi, tất cả hệ thống chip này, hệ thống xử lý của nó là nằm hết ở bên trên Đấy, Con này của nó là có cả rắc ca đông này, Đấy, cả rắc 6 ly này Đấy, Con này là của nó là con COM, con nén tiếng Con này của nó thì hoạt động ok các bác nhá con này có nó hoạt động ok, chạy hoàn hảo. Đấy, em bán thanh lý cho các bác. Với mức giá là à, 750.000 đồng một cái. Đấy, 226XL. Mặt mũi chưa vệ sinh. Mặt mũi chưa lau chùi. 226XL. Tất cả các bác ai nổ tài khoản là em bao ship luôn. Các bác nhá Đấy, bao chạy ok các bác nhá Bao sống, bao hoạt động. Hàng bãi các bác nhá chứ không phải là hàng mới, hàng rẻ tiền đâu. Có quản lý nguồn anh ơi, đợi em tí xíu. Có luôn. Đấy, con này còn nó là, là 750k. Các bác ai chốt con này các bác quất luôn nhầm hiền, được không? 226XL. Đấy, có chia tín hiệu về chưa hiền. À, chia tín hiệu chưa có anh ạ. Chắc mấy hôm nữa là em có về lô nhiều lắm. Anh nhá. Đấy, 226, à 266XL. Đấy, mã số 3, 750k. Ok. Đấy. Tiếp theo, Đấy, mã số 4 này. Em xin thanh lý cho tất cả các bác này. Một con vang. Đấy. Hai con vàng, hôm trước có anh Thọ anh bảo để cho anh hết thì anh về anh đã lấy, anh đã xử lý đúng không? Đấy nhưng mà khi mà uh, anh đã gọi không biết là trôi số điện thoại đâu mất các bác ạ. Đấy, con này của nó thì uh, nó phải đắt bằng X6 uh, X8 các bác nhá. Đấy, đắt bằng X6 X8 nhưng mặt của nó lại là mặt X12. Mặt của nó lại là mặt có X12. hai Mới vào có bộ mic buyer nào chất không sốt, có luôn anh ơi. Đợi em tí. Mặt của nó là mặt X12 à, Mã này của nó là 580A Các bác nhá Con này mặt mũi rất đẹp và các bác nhìn thấy không à, Con này của nó chạy nguồn 12V nguồn ngoài các ạ Nguồn của nó nguồn mẹ 12V nguồn ngoài Chip analog 21375 Các bạn Chip analog device của Mỹ à, Ruột gan của nó mới cứng cựa luôn các bác ơi Con này của nó thì em có 3 con các bác nhá Em hiền mới về được 3 con hai con này của nó là không ra tiếng này Đấy, hai con này không ra tiếng anh em Ai biết về nó các bác về tự xử lý này Đấy, em đán cho các bác với giá là 700.000 đồng một con 700.000 đồng một con Còn con nó có một con hoạt động hoàn hảo các bác nhá Một con hoạt động hoàn hảo Thì em để cho các bác với giá 1 triệu rưỡi Mặt mũi con này rất là đẹp Đấy, Các bác ạ Có một con màu vàng các bác nhá Một con như thế này Đấy, em để cho các bác với giá 1 triệu rưỡi Còn hai con thanh lý này Thì em để cho các bác với giá chỉ có 700k một con thôi Ai lấy cả hai con thì... À... Bao ship luôn cho tất cả các bác luôn này Rồi 2 con này các bác ai lấy cả hai Thì để cho bác với giá triệu 3 luôn đi Nha Anh Chiến à, Vang A80 à, Vang A80 con nào nhỉ H6 uh, uh, Con H6 như là gửi rồi anh Chiến ơi Đấy 700k các bác nhé 700k một chiếc đấy Chip analog device của Mỹ các bác nhé hai ừ. con đều là chip analog device luôn thấy không chip analog device của mỹ đấy ruột gan mới cứng các bạn ruột gan mới cứng cựa luôn đấy mà không hiểu sao cắm nó không thấy ra tiếng em bán thanh lý cho anh em thợ nhá anh em ai biết về nó thì các bác lấy không biết thì xin mời tất cả các bác chúng ta bỏ qua ok không đấy, biết thì lấy không biết thì bỏ qua cho em hiền được không đấy. một con ngon lành là một triệu rưỡi các bác nhá một con ngon lành một triệu rưỡi hai con này không ra tiếng bán xác luôn 700 trăm nghìn bán một nửa tiền à, tiếp theo này em lên và giới thiệu cho tất cả các bác là một uh, bộ micro này Đây, một bộ micro này có anh khách anh bảo anh lấy rồi nhá Đây, thanh lý cho các bác uh, đó là có 900.000 đồng thôi Đây, thanh lý cho anh em có 900.000 đồng lấy cái nguồn em ơi Đây, 900.000 đồng mà <laughs> có anh khách quen anh bảo là để đấy cho anh là uh, anh anh chuyển khoản cho chẳng thấy chuyển ở đâu cả đấy trong khi đó là có cả tấn người hỏi con này đấy con này còn là của hãng tiếp các nha, nhá tit Minh mạch của nó là do hãng RX2002 này Và 2005 sản xuất này Đấy, ruột gan rất là bề thế Chạy 6 hộp sóng chính và 2 hộp sóng phụ AB mặt mũi của nó còn sạch đẹp Và cho các bác xem qua này Tay chân của nó còn nguyên bản đó nhá, Tay chân hợp kim nhôm nguyên bản Chạy côn bay ơ Các bác ạ Lưới dọ tay chân này nguyên bản nha Chưa qua sơn tuốt, chưa qua vệ sinh Đấy, và đương nhiên là hàng bãi Với một bộ micro như thế này Em chỉ để cho các bác với giá là 900.000 đồng thôi 900k bán thanh lý cho tất cả các bác Ai lấy bộ này thì các bác chốt luôn nhầm Hiền Con này của nó của hãng TIT nhá Được sản xuất tại nhà máy của 3G Audio Đây Hãng này của nó là được sản xuất tại nhà máy của 3G Audio các bác nhìn này Đây. hệ thống com tinh chỉnh này Đắc Canon 6 ly Có đúng không à, Canon em chỉ có dây bình thường thôi anh ơi này. Dây Canon chỉ có dây bình thường thôi Con này thì em để cho các bác với giá 900.000 đồng Đấy, mặt mũi đẹp các nhá. mặt mũi đẹp. Chỗ này hơi xước một tí nhưng mà anh em thọ chấm cho các bác tí sơn vào đẹp nét căng luôn. Đấy, 900k. Thật sự quá rẻ, mã số 5. Anh em ai lấy các bác chốt luôn nha hiền. Tay chân là nguyên bản nhá. Lưới dọ là bụi này chưa vệ sinh đâu các bác ạ. À. Lưới dọ này bụi chưa vệ sinh, tay chân của nó là tay chân nguyên bản. Tiếng tam dòng này rất là hay. Và sóng con này thì nói thật các bác là tầm khoảng 450m chấp hết. Sóng khỏe lắm. mã số 5 900k. Ok. À, tiếp theo lên mở giới thiệu cho tất cả các bác này. Một con lọc này. Một con equalizer các bác nhá. Đấy, à, DDSPB thấy không? Con này của nó có nút các bác nhá. Tất cả nút này của nó là em hiền có nút để thay thế vào cho các bác này. Đấy, nút này của nó là anh em thợ vệ sinh là nó nó rơi ra đúng không? À, em sẽ lắp nút vào cho các bác đầy đủ. Hai cái này của nó thì có nút hết, không thiếu cái nào cả, đúng không? À, con này của nó có nút này, em lắp nút cho các bác. DDFPP Một thương hiệu đến từ USA Cần đủ hết các bác nhá Không mất cần nào nhá Cần của nó đủ hết nhá Con này của nó thì tiếng tăm nó rất là hay Mà hàng này của nó cũng thuộc dạng là hàng hiếm luôn Và các bác có thể nhìn thấy hệ thống bên vỉ này Ui rồi ôi Hai bên vỉ, vỉ bên trên này Vỉ bên dưới này Đấy thấy không Tuột gan này Linh kiện của nó rất là chất lượng các bác ạ Đấy thấy không Đấy hai biến áp riêng biệt này cái này của nó là ốc các bác nhá, đây là ốc anh em thọ tháo ta là bỏ vào đây Đến khi vặn cho các bác cho nó đồng đều Đúng không Hai vỉ là một vỉ bên trên một vỉ bên dưới Thấy không Con này thì em nói thật các bác là nó rất ít khi có Đấy điện 220 luôn các bác ạ Đấy Daccanon có này Sáu ly có này Con này thì em thanh lý cho các bác với giá chỉ có Hôm trước bán con này triệu mấy nhỉ Triệu rưỡi nhé Hôm trước là em hiền bán con này của nó toàn là triệu rưỡi một con thôi các bác nhá, bởi vì hàng này có là hàng đắt tiền. Anh em ai lấy con này này, hai vị xử lý cho hai kênh riêng biệt. Đấy, cần đủ nút đủ, mặt mũi sạch đẹp. Em thanh lý cho các bác con này với giá 1 triệu đồng, bán luôn. 1 triệu. Đấy, bán thu à, bán lỗ vốn luôn các bác nhá. 1 triệu đồng, mã số 6 này. Giới thiệu rất là nhanh, không cần phải trình bày nhiều đâu các bạn. Trình bày nhiều bây giờ là rất là mất thời gian. Đấy, lên cho các bác một con lọc CA này. Đấy, một con Equalizer dư là CA này. Đấy, thương hiệu là Equay B3130 các bác nhá. Đấy, mặt mũi của nó thì cũng rất là sạch sẽ. Đó là đây. Cần cao cần thấp này, thấy chưa? Đấy, đây là lâu này, hệ thống đèn nháy này, CA ba e 3130. Mặt mũi của nó thì uh, cũng còn sạch đẹp các bác nhá, chứ không đến nỗi xấu. Đấy. À, cho các bác xem qua này, mên vỉ của nó này. Wow, con này có vỉ của nó là vỉ hai lớp các bác nhá, vỉ hai lớp. Bên trên một lớp, bên dưới một lớp. Đấy, nguồn đây. Biến áp này, nhìn hàng xịn sò nó vẫn đẳng cấp các bác ạ. con này của nó thì nó là một cái thương hiệu đến từ USA các bác nhá. Con này của nó là của USA này, made in China là nhà máy của nó là sản xuất ở China này. Đấy, thương hiệu này của nó là hàng hãng của USA. Các bác ạ, anh em ai lấy con này này, thấy không? Rắc Canon có này, 6 ly có này. Đây, có đầy đủ này. Con này thì em thanh lý cho các bác Mặt mũi của nó thì còn sạch sẽ Các bác nhá Em để cho các bác con này với giá chỉ có uh, 900 000 đồng Bán luôn 900 000 CA Đấy. Thương hiệu hàng hãng của Mỹ Ruột gan của nó thì rất là đẹp Anh em ai lấy này 900k vừa bán vừa cho luôn Các bác ạ Vừa bán vừa cho vừa kỷ niệm luôn Đây Tem kiểm định này Quy pass này Linh kiện của nó thì rất là dã man Anh em ai lấy mã số 7 900k Ok rồi, lên tiếp cho các bác một con lọc kinh ly này. À, lên con hà con con của Úc đây. Lên con này của Úc này. Rồi, lên cho các bác một con Roland các bác nhá. Lên cho các bác một con lọc Roland, một thương hiệu đến từ Australia. Đấy, nút là em nói luôn cho tất cả các bác là có nút nhá. Nút này có nó thì rút ra cái là lắp vào được luôn nhá. Nút có nhá. Đầy đủ nhá. Con này của nó là con Roland các bác nhá. Roland. Đấy, hai con, một con kia cũng là con Roland. Đấy, con này của nó cũng là con Roland các bác ạ. Đấy, con này có nó là hàng xịn của Úc các bác nhá. Các bác nhìn cái biến áp này. Thấy không? Từ cái hệ thống vị này. Ui rồi ôi. Con này có nó cổ Úc các bác ạ, Australia. Con này thì nó rất là đẹp. Anh em mai lấy con này này. Đấy. Roland các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không? Con này có nó là Roland. Roland, Roland, Roland. Ờ, Roland là của Nhật chứ. Roland là của Nhật chứ à? À đâu, Đấy, con này của nó là thương hiệu Roland này, made in Australia các bác nhìn thấy không? Made in Australia, thấy không? Úc này. Roland. Đấy, 1 2 3 4 này, cổng kết nối này. Đấy, Canon có 6 ly có luôn này, điện 220. bác nhá. Con này chạy điện 220, nhìn bên vỉ con này thì quá đáng để luôn các bác ạ. Con này thì uh, em sẽ cho anh em thọ vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Đấy, con uh, Roland này của nó là em để cho các bác với giá là 1 triệu 2 các bác nhá một triệu hai bác nhá anh em ai lấy con này thì các bác chốt luôn cho em hiền này một triệu hai một con bán luôn Đấy, cần đủ hết không mất cần nào mặt mũi trước khi gửi đi cho anh em là à, em sẽ cho anh em thợ vệ sinh lau chùi hiện tại bây giờ là chưa vệ sinh các bác ạ chưa lau hàng về như thế nào bóc ra là quay video luôn nút là có các bác nhá riêng nút của nó là có đầy đủ cho các bác không thiếu cái nút nào Đây nút là em sẽ lấy nút uh, của con khác em lắp vào cho các bác đây là trong cái quá trình uh, vận chuyển thì nó rơi cái nút ra đấy anh em thọ chưa lắp lại một con lọc roland 1 triệu hai trăm nghìn đồng anh em ai chốt múc luôn đấy, tiếp theo là một con của úc nữa này hai con thôi các bác nhá không có nhiều đâu wow các bác nhìn thấy không con này của nó mặt mũi của nó cũng chưa vệ sinh chưa lau chùi gì các bác này đấy con này của nó cũng là của hãng roland này aha à, Đấy ruột gan các bác nhìn thấy chưa không đẹp thì cũng chẳng lấy tiền làm gì đúng không em xin phép là chỉ là quay một lúc thôi rồi lại phải xuống lai đấy mấy hôm nay để đang này các bác nhìn này bụi này thấy không hàng vẫn còn nguyên bụi này chưa vệ sinh một tí nào đấy chưa qua tân tuốt để chưa qua vệ sinh này thấy không bụi nhá miết cái này đen kít chưa bụi này miết cái này đen kít chưa ruột gan này con này của nó cũng là à, của australia luôn các bác ạ à. đấy điện 220 trăm hai hai v này úc này thấy chưa các bác nhìn thấy chỗ này của nó băng keo đấy, nốt băng keo made in australia các bác nhá rác canon này 6 ly này, có đầy đủ này. Ruột gan của thằng Úc làm nó cũng dã man lắm. Con này của nó cũng chính là con Roland này các bác nhá, Roland này nhá. À, nhưng mà nó do thằng Úc nó sản xuất. Các bác nhìn thấy không? Đẹp không? Con này thì em cũng thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu 2 Đấy, trước khi gửi đi cho anh em là sẽ vệ sinh Lau chùi sạch sẽ Còn hàng bãi mà còn sạch sẽ được như thế này là ok rồi Chỗ này của nó là anh em thợ cái, cái cái nút băng keo bác ạ à? Anh em thợ sẽ vệ sinh đi Ok chưa 1 triệu 2 mã số 9 Anh em ai chốt con này này vệ sinh đầy đủ lau chùi sạch sẽ thì mới gửi cho các bác được không mã số 9 1 triệu 2 nhá các bác ai chốt tất cả các má các bác gọi điện luôn cho em hiền nào à, nam âm thanh bãi quá rẻ cái ông nam này đi làm ăn đây nhá à, lê văn quý xin chào anh cường võ nào chào tất cả các bác này à, chào bác hà tạ này chốt mic 900 chốt thì gọi điện luôn anh ơi anh Chiến xin phần mềm Cao Hiền nhé Anh lấy cái gì anh ơi à, Xin chào bác Người Rừng Xin uh, chào bác Hứa Nam à, Phần mềm bảo nhân viên nó gửi cho anh ơi Đây, Chào tất cả các bác nhé Anh em ai chốt thì các bác gọi điện qua hai số điện thoại này cho em Hiền Đó, Lên tiếp cho các bác một con lọc nữa đi em Lên một con lọc nữa Đấy, Thời lượng chương trình ngày hôm nay thì uh, Em cũng nói luôn cho các bác là bọn em chỉ uh, Buổi trưa thì like một lúc thôi chứ không lai nhiều một con lọc kinh ly quá đẹp luôn các bác ạ một con lọc kinh ly không mất một cật nào mặt mũi mới keng đây thấy không eq 231 ba một các bác nhá không mất một cần nào thế nó mới lợi hại chứ lại đây không mất một cần nào mặt mũi đẹp nét căng và cho các bác xem qua cái uh, linh kiện của nó là phía trước các bác nhìn này như thế này uh, quản lý nguồn hm hết rồi nhá à, thấy không con này của nó là nhìn cái mên vị này, hệ thống IC này, hệ thống xử lý này. Con này thì có các Canon đầy đủ các bác nhá. Canon 6 ly đầy đủ. Ô. Con này của nó là chạy điện 220 cho đến 240 V. Điện Việt Nam xài ok luôn các bác ạ. À. Đấy, nhìn con lọc kinh ly nó đẹp lắm. Anh em ai mà muốn trên cái dàn âm thanh của mình ấy, chất lượng âm thanh nó đang kém, nó đục tiếng. À, tiếng nó không hay thì các bác có thể lấy cho em con này ráp vào cho âm thanh đi qua. Nếu mà bác nào mà xanh điệu về cái vấn đề cắt các bác có thể gạt cho em từ từ cái giải này Từ cái giải tầm khoảng từ 2,5 cho đến 5k này này Đấy, mấy cái giải này của nó rất là hay bị uh, hú, bị các cậu nhá, Mấy cái giải này của nó rất là hay bị hú rít này Đấy, các bác có thể gạt bớt xuống xuống Đấy, nó cũng là một con uh, chống hú luôn Anh em ai mà biết cắt thì con này của nó chống hú tuyệt đỉnh luôn Và âm thanh của nó ra rất là sướng Kinh ly, mặt mũi đẹp, nét căng Riêng con này của nó em Hiền Lẫn Đô có một con thôi, mới về Em để cho các bác với giá chỉ có 1 uh, triệu bán luôn một triệu con này chết rồi một triệu con này các bác nhá anh em ai lấy con này này lên đẩy liền vang đẹp đi ok anh đợi em tí thôi ngày hôm nay em like rất là nhanh các bạn ạ mã số 10 đó cơ mã số 10 các bác nhá lọc này đẹp quá đi kinh ly một con thứ nhất đấy em lên cho các bác một dòng micro bayer hàng xịn sò của hãng bayer một trong những dòng micro siêu nịnh tiếng Đấy, mười mấy bộ còn có hai bộ bán nốt này. Newman PK900. Đấy, buyer xịn, không xịn em xin phép đèn tiền cho các bác đúng đủ một gấp 100 một lần. Các bác Nếu hàng này không phải hàng xịn em xin phép đèn tiền cho các bác một gấp 100 một lần. Đấy, tay của nó tay titan các bác ơi, đẹp quá. Đúng không? Tay của nó là tay titan các bác ạ. À. Tay nó quá đẹp luôn, quá ổn áp luôn đúng không? Con này của nó thì là Gia tốc có, tự ngắt có, cảm biến chống rơi chống sốc có, À, độ nhạy cao siêu nịnh tiếng tất cả các bác mà có cái giọng mèo hen đấy hát qua bộ micro này là thành ca sĩ luôn nhá à, bác nào mà không biết hát hát bộ micro này là thành ca sĩ luôn đúng không à, bayxit luôn tay Titan luôn dòng này các bác không có tầm khoảng trên 2 triệu em nói luôn cho các bác là à, không thể nào mà mua được ở bên ngoài thị trường đâu đấy à, và với một cái mức giá rẻ như loạn chết đây, một bộ micro Newman mặt nhôm Đây, đẹp xuất sắc tay titan cnc 3 d chống xước Đây, một bộ vỏ titan như thế này các bác mua bây giờ cũng phải tầm khoảng 600 trăm nghìn rồi Đấy, các bác nhá Đấy, anh em ai lấy bộ micro này để cho các bác với giá một triệu tám trăm nghìn đồng các bác ai tin được thì tin mà không tin được thì bỏ qua nhá các bác cứ tìm hiểu thoải mái đi bên cao hiền đúng là tổng kho quá rẻ các bác ạ à, nên mua các bác nhé cảm ơn uh, ông nam âm thanh bãi nhé các bác nhá à, anh em ai có súp điện không nhà em súp điện nhiều à, đang uh, cho anh em thọ nó vệ sinh dọn dẹp mã số 11. Đấy, à, tay titan đẹp xuất sắc các bác ai chốt bộ micro này chống lăn chống sốc xịn nguồn dây 6 ly đầy đủ bao ship mọi miền đất nước Việt Nam gia tốc tự ngắt có tất cả tính năng hiện đại đều có và đang để cho các bác với mức giá chỉ có uh, triệu tám bạc thôi bao ship anh em ai biết về dòng này mua không biết xin mời tất cả các bác chúng ta lại nghiên cứu tiếp ok chưa lên và giới thiệu cho tất cả các bác này một con cốt này uh, một con cốt 2 in 6 ao các bác nhá một con cốt 2 in 6 ao trời ơi con này của nó là hàng châu Âu các bác ạ, à. chạy hai cầu điện, cốt này là cốt 2 in 6 ao nhá. Anh em ai biết về nó mà các bác đi làm show đi làm sự kiện thì mua, đúng không? Anh em ai lấy con cốt này này, 2 in 6 ao nhá. Nó chạy được hai loại điện, một là điện của nó là 100V, hai là 240V. Tức là điện nào các bác chạy cũng được. Đấy, chơi điện nào cũng được. Đấy, đây là hai đường vào này, 1 2 3 4 5 6 đường ra này. Con này thì em bán cho các bác là em bảo hành, à, bảo lãnh cho tất cả các bác là tất cả các ngõ là hoạt động bình thường. Ra tiếng, phần còn lại. À, phần còn lại thì tất cả các bác chúng ta về tự set up, tự nghiên cứu. Em chỉ bao cho các bác là hoạt động, bao cho các bác là sống, bao cho các bác là lên tiếng thôi. Còn những cái phần cài đặt như thế nào các bác về tự cài đặt nha. Đây, một con cốt 2 in 6 ao Con này thì à, mặt mũi của nó còn rất là đẹp. Đó. À. Mặt mũi của nó còn rất là đẹp. Đấy, ấn công tác đằng sau đít. Anh chốt cặp mic mã số 11 cho em. Anh ơi, mã số 11 là mic nào? Đây hả? Bay ơi luôn hả? Bộ này giá này thì nó thật là chẳng mua thì cũng chẳng mua được ở đâu ngoài bên em Hiền. Nó thật các bác với mức giá này cũng chẳng mua được ở đâu. Ngoài bên em Hiền ra mà bán với cái mức giá này như lợn chết. Này. Giá này của nó thì nó thật các bác là cho em chốt con EQ số 10. À, đây anh ơi, con này đẹp á Còn các bác yên tâm nha Các bác có nổ hết tài khoản để chăng nữa nha Nói thật các bác là không bao giờ phải để ý Đúng không ở vì, vì, bên em thì nói thật các bác là hàng bên em nó rất là nhiều Và tới đây thì có tầm khoảng à, à, Mấy nghìn con vang này Có cả đẩy luôn này Đẩy liền vang em thanh lý cho các bác với giá từ 250 một con Cảm ơn Các bác ạ Thanh lý cho anh em với giá từ 250 một con Tất cả các bác ai mà lấy được cái gì Em sẽ thanh lý cho các bác bằng hết Này các bác nhá Ai chốt được cái nào các bác chốt không chốt được Xin mời tất cả các bác chúng ta lại nghiên cứu tiếp Xin mời tất cả các bác chúng ta lại tính toán tiếp Đấy. Cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh Để chúng ta sẽ theo dõi những cái video tiếp theo các bác nhá Đấy, một con cốt ADDK D324 Các bác ạ Các bác đây này, chương trình nó đang chạy này U1 này, 12 x 2 này 15 x 4 này, 18 x 2 này Có nghĩa là sao các bác ơi Đấy, nó đang có chương trình đấy, menu này Đấy, bypass này, enter này Đấy, thấy chưa Exit này, thấy chưa Đấy, các bác ai mua con này này em bao cho các bác là hoạt động bình thường nhá. Đấy, còn về các bác thích set up uh, bao nhiêu way này, uh, set up đường nào ra súp, set up đường nào như thế nào, em chịu, em chỉ biết bán thôi còn không biết set up. Riêng cốt là em chịu đấy. Em chỉ bao cho các bác là tất cả các cổng là hoạt động bình thường. Đấy, chạy là ra tiếng bình thường. Các bác ai mua con này về. Đấy, về tự set up nhá. Một con cốt 2 in 6 ao, con này các bác mua bên ngoài thị trường không có giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu Em nói thật các bác là mút chỉ không bao giờ các bác mua được Đấy bởi vì cốt nó rất là đắt Đấy cốt 2 in 6 ao Em thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn đồng bán luôn nha Bao sống thôi nha Anh em ai về set up nào quyền của các bác nha Đừng bảo là em hiền ơi xét cho anh thế nọ xét cho anh thế kia Em nói thật các bác là không có thời gian Bán luôn 1 triệu 3 Bao cho bác ra tiếng bình thường Hoạt động ok Mã số 12 Cốt 2 in 6 ao ADDK D3 4.24 các bác nhá. Anh em ai lấy được cái nào các bác lấy luôn. Đó và bây giờ thì em Hiền xin phép lên và giới thiệu cho tất cả các bác một con vang uh, uh, số này. Đó, một con vang số nữa này. Đấy không? À, anh em ai lấy con này thì các bác lấy luôn này. Một con vang số uh, CMAX UK 4000, một thương hiệu đến từ USA các bác nhá. Con này của nó thì nó ngang với X12 các bác ơi. Con này của nó là ngang phân với X12 Đấy, nhà máy của CMAX thì các bác biết rồi. Đấy, kể cả từ bây giờ cái điện thoại iPhone cũng sản xuất ở Trung Quốc. Điện thoại Samsung thì bây giờ cũng sản xuất ở Việt Nam. Đấy, kể cả thương hiệu CMAX bây giờ cũng như là thương hiệu JBL. Đấy, thương hiệu BV. Đấy, rất nhiều các thương hiệu âm thanh bây giờ nó toàn sản xuất lắp ráp ở những nước thứ hai thứ ba thôi. Kể cả con CMAX này là hàng hãng của Mỹ. Nhưng mà cũng lắp ráp là tại, tại Trung Quốc. Đấy, các bác nhìn này, hàng xịn nó khác. Tất cả rác cắm của nó đây đều là mạ vàng này. Đấy, rác cắm mic cũng mạ vàng luôn này. Đấy, có cả tháp quang này. Đấy, main R, main L này. Đấy, đây là súp này, center này, đường AUX này. Đấy, đường rách out là ghi âm, thu âm này, quạt gió này. Các bác nhìn thấy không? Con này khung sườn của nó thì mới đét. Khung sườn mới đét. Đây, băng keo là tầm lâm này. Thấy không? Đấy, khung sườn của nó mới đét luôn. Và với con này thì chắc chắn một điều tất cả các bác ai nhìn con này cũng thích. Đấy, cắm điện em ơi. Đấy, các bác nhá, CMAX này, OK 4000 nha. Thấy không? Đây, một thương hiệu nó quá là nổi tiếng luôn Anh em ai lấy con này này Em uh, bán cho các bác một con vàng nó cấu hình ngang với X12 Chip Analog 21489 các bác nhé Chip Analog Device 21489 Các bác nhìn hàng xịn sò này Con này của nó cực kỳ lành và rất là bền luôn Đây, Riêng cái vị tiếng của nó các bác nhìn này Con này rất lành rất bền Chống hú rất là tốt Đấy, Chip Analog 21489 các bác nhá Chip này của nó là chip xịn rồi Đúng không? 21489 đúng không? Đúng rồi, kém lắm. Chip analog 21489 này, từ cái hệ thống ổn định nguồn này, từ cái biến áp này. Đấy, con này của nó cấu hình ngang với X12. Nhưng mà em chỉ để cho bác với giá bằng một nửa con X12 thôi các bác nhá. Đúng bằng một nửa con X12. Đấy. Và anh em ai mà lấy này em có một con này các bác nhỉ. Một con là nó bị nứt cái kính bên ngoài này. Các bác nhá, một con nó bị nứt cái kính này. Đấy. thì em để cho các bác với giá chỉ có 1 triệu Một triệu mấy nhỉ? Một con bị nứt kính thì em để cho các bác với giá là 1 triệu uh, 8. 8 Đó nhá Đấy. 1 triệu 7 đi Em mới sửa lại đi 1 triệu 7 Con này bị nứt cái kính bên ngoài thì các bác nhá Anh em ai thích thì có thể thay cái kính này rẻ không mà Đấy, Tự cắt cái kính khác lắp vào Đấy, Con này là nứt kính này Em thanh lý cho các bác với giá 1 triệu 7 Đấy, Còn con này của nó là đẹp tinh tươm này Để cho các bác với giá là 2 triệu Ok 2 triệu C-Max OK 4000 Các bác nhá Đấy, Con này của nó thì không đẳng cấp cũng chẳng lấy tiền làm gì Đấy, cấu hình ngang với X12 Y chu thì vọt nghe cực ngọt luôn Đấy các bạn nhá Đấy, mã số 13 là 1 triệu 7 này Mã số 14 là 2 triệu Nó đều như nhau, nó chỉ mỗi một cái kính nó hơi nó Có vết được tí thôi, màn hình chạy ok Đấy, ngang X12 luôn bác ạ Anh em ai lấy con này này, chốt luôn em Hiền Được rồi Đấy, và bây giờ thì em Hiền xin phép giới thiệu cho các bác một vài con uh, đẩy liền vang nữa Sau đó là em Hiền sẽ uh, bỏ qua và xin phép là xuống like Đấy anh em ai thích lấy uh, đẩy liền vang không ạ? Đẩy liền vang em có nhiều lắm các bác ạ. Đấy, đẩy liền vang thì nó thật các bác là nhà em có cả kho. Đấy các bác nhá. Đẩy liền vang của em là thì có cả kho. Lên cho các bác một con tình này. Đấy con này của nó là công suất uh, đạt cho các bác là 800W luôn nhá. Loa phun uh, loa phun 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 40, phun 30, phun 25 cứ côn 76 quay đầu. Đánh con này rất là sướng luôn. Con này là chỉnh cơ 100% Đấy, nhưng mà nó có hệ thống DSB các bác ạ, chỉnh cư 100%. Có hệ thống DSB. Đấy, DSB tức là hệ thống giải mã đi ghi thổ các bác nhá. Echo của nó là echo số. Echo số, đây, nhà to nhỏ đây. Mic to nhỏ đây và con này nó có hệ thống gain này. Hệ thống gain này của nó là cái hệ thống gì nhỉ? À, để khóa trẻ em. Tức là các bác mà vặn cái này của nó giới hạn lại thì các bác có thích vặn cái này hết cỡ, không bao giờ bị cháy loa, kể cả mic cũng vậy. Còn các bác muốn mà nó lớn hơn thì các bác nhả bớt cái này ra Nó là hệ thống huyên khóa Winnington nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ à, Các bác nhá Một thương hiệu đẳng cấp của Mỹ Nhưng mà bây giờ thì các bác biết rồi Với một cái dòng đẩy liền vang như thế này Nó cũng rất ít có và hiếm có tại thị trường Việt Nam luôn Đấy cho các bác xem qua về men vỉ của nó đây Ui rồi ôi Một con đẩy này Đấy, Liền vang này Đấy, các bác nhìn này Bán vậy thì xếp hiền chết đói các bác ạ. À thấy quá rẻ so với giá thị trường. À, rất nhiều. Chốt mã 11, cọc trước bao nhiêu? Đấy, một cái gì nhỉ? Mích. Mích hả? Anh ơi, anh cọc cho em 200 thôi nhá Đấy, cọc giúp em 200 thôi. Các bác ai chốt thì gọi điện luôn cho em hiền đi. Đấy. Em uh, thanh lý cho các bác này. Các bác nào mà muốn xem video của con này em sẽ có một cái video trực tiếp luôn. Con này của nó chạy 12 sò 8 thúc đó nhá. 12 sò Toshiba lớn 8 thúc ruột gan của nó là nguyên đét luôn. Nó chạy hai cái tụ to như hai cái bắp tay. Đấy, tụ của nó là 100 V 10.000 mi các bác nhá. 10.000 mi. Biến áp của nó là biến áp nguồn xuyến. Con này chống hú rất tốt, echo đi ghi thổ hay các bác ạ. Đấy và phía sau của nó thì nó có hai cầu loa và các bác nhìn đấy biết uh, cái biểu đồ cái đáp tuyến của con này á. Đấy, tiếng nó rất là ngọt, nó không bị phô, nó không bị chua bởi vì riêng cái giải trung này, giải trung của nó là giải trung phẳng nhá. Đấy, còn nếu mà nói về giải bát con này nó lên rất là căng. tiên con này của nó giải bát rất là sâu bởi vì dòng này nó sản xuất theo cái công nghệ của Hackman mà. Sản xuất theo cái công nghệ của Hackman của JBL này các bác. Giải chép tốt này, giải trung phẳng này. Đấy, giải bát tốt này, đúng là quá hợp tay so với lại người dân Việt Nam luôn. Đấy, chỗ này của nó là con có ba cái lỗ cắm điện này, thấy không? Ba cái lỗ cắm điện này các bác chỉ cắm là tối đa những cái con nào có công suất là mắc là 200W thôi nhá. Đấy, ba cái lỗ cắm điện truyền sang cái thiết bị khác lớn nhất là 200W đấy các bác cắm những thiết bị mà điện lớn quá vào đây là không được đấy, xin mời tất cả các bác chúng ta cắm ra ngoài đừng có cậy chỗ này của nó có ba cái lỗ cắm điện mà cắm vào nó nhiều quá là không được đấy, tối đa này output là 220V 50h này mắc 200W đây là ba lỗ cắm điện đúng không đấy, còn công suất con này của nó thì các bác yên tâm nên chạy thoải mái một cặp loa 40 một cặp loa 30 đấy có cả lỗ mic cắm đằng sau bốn cầu loa AB riêng biệt đấy, con này thì em uh, bình thường uh, em toàn bán là 2 triệu 8 cho đến 3 triệu thôi và ngày hôm nay em thanh lý cho các bác hai con một con nữa đâu em ơi hai con một con em để cho các bác con này với giá là 2 triệu 500 nghìn đồng một con rẻ như cho đấy giá của nó chỉ ngang với một con âm ly Sài Gòn thôi các bác ạ à. giá nó của nó chỉ ngang với một con âm ly nhái thôi đấy con này để cho bác với giá 2 triệu rưỡi này còn mấy con này các bác nhá đấy có em có mấy con thì trong quá trình mà vận chuyển các bác ạ à. trong quá trình vận chuyển đấy, mặt mũi như nhau nhưng mà ví dụ nó, nó có bị xước sát này đúng không có con nó xước ở đây có con nó xước ở đây nhưng mà mặt mũi của nó thì vẫn còn ok đấy em sẽ cho anh em thọ chấm sơn nhá cho anh em thọ chấm sơn vào cho các bác là mặt nó đen đồng đều cho nó đẹp đấy, còn con này của nó thì em nói các bác là chưa vệ sinh một tí nào luôn chưa lau chùi một tí nào luôn đúng không đấy biến áp này vẫn còn nguyên bụi này thấy chưa đấy, mà ruột gan có thì đẹp như thế này đây các bác về đánh loa 43 10 ok nhá Các bác thích đi uh, lắp kẹo kéo Thích lắp cái gì cũng được Đấy, Con này thì em giảm hẳn cho các bác 400 nghìn Đấy, Tính giá 2 triệu mốt rồi Rẻ hơn cả một con âm ly uh, chợ Các bác ạ Mà đánh mà khỏe lắm Con này của nó các bác đánh là uh, hát rất là hay Đấy mã số 16 là 2 triệu mốt Mã số 15 đẹp Mặt mũi sạch sẽ là 2 triệu rưỡi Đấy. Và một siêu phẩm cuối cùng để cho tất cả các bác Đó chính là một con EV Electrovoid À, con này là con cuối cùng ở trên live ngày hôm nay của em Hiền nhá. Anh ơi, buyer em vừa quay video đấy. Anh thua lại mà xem. Đấy, ơ về tím tay Titan một triệu trà tám anh nhá. Ra tốc tự ngắt đầy đủ, đúng không? Đấy. Và em lên cho các bác một con EV cuối cùng đây các bác ơi. Một con EV cuối cùng. Cảm ơn nhá. Một con EV cuối cùng ở trên video của em Hiền ngày hôm nay. Rất mong tất cả các bác chúng ta bình tĩnh. Đợi em Hiền một tí, đúng không? Đấy, anh em ai nhìn thấy con này đẹp không? Đây. Con này còn nó là con EV502B. Đấy, con này để cho các bác với giá 1 triệu 7 Bán luôn 1 triệu 7 Đấy. Các bác nhìn thấy hình thức của nó đẹp bằng mặt nhôm nhá Con này mặt bằng nhôm nhá Đây là hệ thống chuyển cửa này Đấy, Ví dụ các bác muốn chuyển sang MP3 là nó đọc thẻ ở đây Nhưng mà riêng cái tính năng này là em Hiền không có Không có 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 đồ để thử nhá À con này của nó còn nghe được cả đài FM luôn các bác ạ Em nghe nói là nhân viên bên em bảo là còn nghe được cả đài FM luôn á các bác có cả đọc thẻ nhớ này có cả đọc usb này à, nhưng các bác phải bật về mv 3 này thì nó sẽ chạy cái này nhưng mà riêng cái tính năng này em nói luôn cho các bác là em không có đồ để thử Đó, em chỉ có thử uh, nhạc vào và karaoke thôi và mic thôi à, đây là được uh, cổng đầu vào các bác ví dụ muốn cắm đường tape các bác vặn về tape đúng không đây là có hệ thống là cầu a cầu b này à, các bác muốn đấu hai đôi loa nhỏ nhỏ các bác lắm vào các bác đánh mình a ok đánh mình B ok, đánh cả A cả B ok, đúng không? Có lô nét là nâng tiếng, có chế độ bài này, có chế độ karaoke này, có chế độ EQ này. Đấy con này của nó mặt như là một con âm ly đỏ nông như giá lại rất rẻ. EV nó là một thương hiệu đẳng cấp nổi tiếng là ngang với lại uh, BV rồi ngang với JBL luôn các bác nhá. EV nó nổi tiếng lắm. Đấy anh em không lạ gì về nó đúng không? EV Electro Voice. Đấy chỗ này của nó là cái gì đây? Uh, Echo này, mic này. Đây, đây là hệ thống chỉnh nhạc này to nhỏ của nhạc này thấy không con này quá đẹp luôn và em đang thanh lý lỗ vốn cho tất cả các bác một con ev như thế này đấy về con nào nó thanh lý luôn con đó bởi vì đợt này hàng nó nhiều quá các bác ạ em để cho các bác với giá chỉ có 1 triệu 7 con này thôi chơi karaoke gia đình nghe nhạc đây, các bác thích uh, lắp vào để chơi tv đây, chơi thì cũng được đây, con này của nó là thương hiệu hàng hãng của mỹ nhá usa made in taiwan là nhà máy lắp ráp ở đài loan thấy không đây, đây là kênh a kênh b Thấy không? Con này của nó quá đẹp luôn. Đấy và có cả cửa cắm điện ra này. Đấy là công suất tối đa cho ba cửa điện này là 300W các bác nhá. Con này của nó công suất tổng tiêu thụ là 700W, thấy không? Công suất tiêu thụ tổng là 700W. Đây là đường âm thanh vào này, thấy không? Đấy, đây là super bass này. Đấy, chịu anh em ai lấy con này này, bán cho các bác với giá lọn chết luôn. Đấy, 8 sò trường, biến áp nguồn xuyến, các bác nhá. Mặt mũi ruột gan đẹp. Và bộ con này với giá chỉ có 1,7 triệu 7 thôi. Với giá chỉ có 1,7 triệu 7 thôi. Các bạn và buổi uh, tối ngày hôm nay thì em Hiền sẽ cố gắng là lên cho các bác là rất nhiều loa súp nhé em vừa về một lô loa súp đấy loa súp 3G các bạn loa súp của nó là loa súp 3G mấy là uh, súp hơi súp điện anh em ai lấy được con nào thì các bác có thể uh, uh, chờ đợi buổi tối ngày hôm nay em lên cả loa phun cả loa súp đấy, anh em ai chốt được các bác lấy luôn cho em Hiền đây là hai số điện thoại để tất cả các bác chúng ta chốt đơn Đấy, anh em ai đang xem video thì thương em Hiền cho em Hiền xin một like một đăng ký kênh và trong những ngày tới em hiền có rất nhiều đồ hàng xịn tháo ba tháo sàn đèn sân khấu đèn phòng hát đèn chơi gia đình em hiền nhiều vô biên rất mong tất cả các bác chúng ta cũng sẽ ủng hộ và nhớ cho em hiền xin một like nhá và bây giờ thì em hiền xin phép xuống like rồi chúc cho tất cả các bác một buổi trưa à, vui vẻ à, sức khỏe và luôn luôn uh, thành công trong cuộc sống của mình và bây giờ kính chào hẹn gặp lại các bác trong video giai sau